Hashtag của tuần này chính là FIBA World Cup. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là giải vô địch bóng rổ thế giới, FIBA World Cup 2019 sẽ khởi tranh. FIBA World Cup, tiền thân là FIBA World Championship, ra đời vào năm 1950 với giải đấu diễn ra tại Argentina. Đội chủ nhà trở thành cái tên đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới. Kể từ đó tới nay, tổng cộng đã có 17 lần được tổ chức. Đội tuyển Mỹ đã đăng quang cả hai kỳ FIBA World Cup gần nhất và cũng là đội tuyển thành công số 1 lịch sử giải đấu với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xếp dưới Hoa Kỳ là Liên bang Nam Thư cũ và Liên Xô cũ với lần lượt 5 và 3 huy chương vàng. FIBA World Cup 2019 sẽ là giải đấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 32 đội tham dự và sẽ có 92 trận đấu diễn ra trong vòng 16 ngày. Giải vô địch thế giới năm nay diễn ra ở Trung Quốc, trải đều ở 8 thành phố lớn khác nhau. Mỹ được kỳ vọng sẽ là đội tuyển đầu tiên vô địch FIBA World Cup 3 lần liên tiếp. Dù thiếu vắng LeBron James, Stephen Curry hay Kevin Durant, huấn luyện viên Greg Popovich vẫn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới như cựu MVP James Harden hay Anthony Davis. Giải bóng rổ vô địch thế giới 2019 sẽ diễn ra từ 31 tháng 8 đến 15 tháng 9. Chắc chắn rằng rất nhiều bạn đã có một câu hỏi là ngày hôm nay Bóng Rổ TV đang ở đâu? Hôm nay thì tôi đang có mặt tại trung tâm năng khiếu thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên như thảm cỏ xanh này thì các bạn có thể đoán được ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là một cầu thủ. Nhưng mà đây là một cầu thủ rất nổi tiếng mà tôi tin chắc chắn rằng các bạn chỉ cần nhìn mặt tôi là biết anh là ai. Khách mời của Bóng Rổ TV ngày hôm nay đó chính là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Thủ môn đang khoác áo cho đội bóng Sài Gòn FC. Và có lẽ rằng chúng ta cũng không thể quên được rằng đây cũng là một trong những cầu thủ đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đã mang về chiếc huy chương bạc của U23 châu Á năm 2018. Chào Nguyễn Hoàng, cuộc sống của mình sau khi mà ở cái gọi là cái bão tuyết Thường Châu. Sau cái đợt U23 đấy thì quá nửa đội hơn U23 rồi. Bây giờ thì chúng mình cũng đang đặt những mục tiêu tiếp theo cho sự nghiệp của mình. Chắc chắn mục tiêu lớn nhất năm nay sẽ là đạt được ngôi vị cao nhất cùng đội bóng của mình là Sài Gòn FC tại V-League năm nay đúng không? Vâng. Hoàng có biết gì về bóng rổ không? Mình chỉ xem thi thoảng xem qua TV thôi, chứ mình cũng chơi môn này. Và ở phần thách đầu tiên này thì chúng ta cũng có một phần thách liên quan đến cả bóng đá lẫn bóng rổ, liên quan đến thủ môn phải sử dụng tay rất là nhiều. Đó là tôi và Hoàng sẽ phải đứng ở khu vực 5m này và tôi sử dụng trái bóng rổ, còn Hoàng sẽ sử dụng trái bóng đá để ném vào chiếc sọt đằng kia. Và trong 5 lần ném của mình thì ai thực hiện được nhiều tình huống vào chính xác hơn thì người đó sẽ là người chiến thắng ở phần thách đầu tiên này. Có một chút bất lợi cho tôi, đó là tôi phải sử dụng quả bóng rổ, và bóng rổ nó to hơn một chút so với bóng đá, vì vậy là khả năng ném chính xác nó sẽ thấp hơn một chút. Nhưng không sao, tôi tự tin vào khả năng ném rổ của mình. Và có lẽ ở phần thi đầu tiên này tôi sẽ nhường cho Hoàng sẽ là người thử thách đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần thử thách của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Anh ơi, hy sinh vì sự nghiệp tiếp tục công việc ơi. Hy sinh vì sự nghiệp tiếp tục công việc ơi. Rồi, sau 2 lần đếm thì tỷ số vẫn chưa được mở. Yes. Chưa đã. Vừa rồi là cả tôi và Hoàng đã bất phân thắng bại tại phần thử thách đầu tiên. Và ở phần thử thách thứ hai sẽ là cơ hội để cho tôi và Hoàng có thể bước lên trong phần thử thách này. Trong tất cả các tình huống ở thủ môn ấy thì tình huống nào là mình cảm thấy khó khăn nhất? Ví dụ là đối mặt hay là penalty hay là sút xa với căng các thứ thì... Nghĩ là trong tình huống đối mặt 1-1
Chứ penalty thì em nghĩ là may rủi nhiều hơn với cả bản lĩnh, nên thành ra không bị áp lực nhiều. Vừa rồi thì Hoàng có nói về vấn đề tâm lý khi sút penalty, nhưng mà thực sự là thủ môn và tiền đạo là hai vị trí rất là đối lập trong bóng đá. Nhưng mà tiền đạo thì có thể phạm sai lầm, nhưng mà khi mà thủ môn phạm sai lầm thì nó sẽ mang lại một hệ quả tâm lý rất lớn cho những người gọi là gác đền, đúng không? Và ngày hôm nay thì ở phần thử thách thứ hai này, chúng ta sẽ đến với một phần thử thách chắc chắn là có lợi thế rất nhiều dành cho Vân Hoàng. Nhưng mà tôi sẽ là người được thực hiện ở vị trí này, đó là vị trí 16m50, đúng không? 11m. Sorry các bạn. Vị trí 11m còn 16m50 là vị trí mà Nguyễn Văn Hoàng phải thực hiện, đó là vị trí ở bên ngoài kia. Chắc chắn rằng là dù sao, mặc dù thủ môn, nhưng mà khi làm quen trái bóng thì những cú sút của Vân Hoàng chắc chắn sẽ uy lực chúng tôi rất là nhiều. Vậy thì các bạn hãy đặc biệt phải cổ vũ cho tôi để tôi có thể cơ hội chiến thắng Nguyễn Văn Hoàng ở phần thứ hai này. Hai thứ năm là quá tuyệt vời rồi. Tôi sợ là không ăn được quả nào thôi. có một chút gì đấy thả trong hai tình huống cuối không ơi? Không, anh chút rất khó. Và hai tình huống đầu thì Hoàng đã bắt bài của tôi. Tôi đã cố tình gọi đưa mắt gọi là lườm ra góc thịt nhưng mà không ăn thua. Và bây giờ sẽ là thử thách của tôi khi mà Hoàng sẽ thực hiện những cú sút ở vạch 16m50. Mày không tới đâu. Có cố gắng anh ạ. Chịu. Cho anh cơ hội thể hiện quả này này. Ui da, hơi khó, hơi khó. Cái khó nhất không phải là bay người, mà khó là có lẽ là cái phán đoán, mà cái không gian của gôn nó quá rộng. Nhiều tình huống mà mình nhìn từ ra ngoài rồi nhưng mà là góc chết, quá khó để phán đoán. Có lẽ là cần thời gian để có cảm giác chân tốt hơn thì mới có cơ hội, và ít nhất là hòa với khách mời của chúng ta trong phần thử thách này. Anh cảm ơn. Thấy thủ môn của em có vất vả. Vất vả. Anh thực là chỉ có 5 tình huống thôi mà đã quá trời mồ hôi rồi. Nhìn thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng mà mỗi lần ngã xuống đứng dậy là mình cũng khá là mất sức. Nhưng mà cái lúc mà từ quần áo ở góc ấy là anh không phán đoán được là ra ngoài hay chưa. Cái chắc là phải tập luyện và mình thiếu không nhiều biết đúng không? Anh phải ngày nào cũng đứng cầu môn như bọn em, nhiều khi cũng còn để ý bóng nhiều quá. Cầu môn này rộng 7m32 nên rất rộng. Và như vậy là khách mời của chúng ta đã có tới 4 tình huống thực hiện ghi bàn, tôi chỉ có 2 thôi. Phần thắng thở tới thứ hai này rõ ràng đã thuộc về khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần thử thách thứ 3 của chương trình Bóng Rổ TV The Bên. Sài Gòn Football Club đó chính là câu lạc bộ chủ quản hiện tại của Nguyễn Văn Hoàng. Em đã tham gia được câu lạc bộ Sài Gòn lâu chưa? Em ở đội đến mùa giải này là mùa giải thứ tư rồi anh. 4 năm gắn bó với đội bóng Sài Gòn FC rồi, vậy thì chắc chắn là tình cảm của mình đội bóng rất là lớn, đúng không? Đúng. Khi làm một cầu thủ chuyên nghiệp, khi mà tham gia một các giải đấu thì thường có những gánh nặng về mặt gọi là thành tích mà khi mà ban huấn luyện đã đặt cho mình. Thì đội bóng nào ra sân cũng luôn đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu, nhưng mà đối với bản thân đội bóng Sài Gòn thì đội bóng em muốn phát triển lâu dài nên đội bóng cũng tập trung cho những cầu thủ trẻ để phát triển. Chứ không phải là vì đặt quá nặng thành tích mà vì những thời điểm nào đấy mà chạy theo xu thế bây giờ. Đó là khi mình vào sân là điều quan trọng nhất là mình phải cống hiến hết mình. Khi đó thì mặc dù có kể có thắng có thua nhưng mà khi mình đã thiếu hết mình rồi thì mặc dù thất bại nhưng nó vẫn không bao giờ làm mình hổ thẹn với cả người hâm mộ cũng như bạn huấn luyện, đúng không? Và ngay sau đây sẽ là một thử thách cuối cùng của Bóng Rổ TV The Pen dành cho khách mời.
Chiếc gôn có chiều dài hơn 7m. Vì vậy thì phần thử thách thứ 3 chúng tôi đã giới thiệu. Đây mới là chiếc gôn của chúng ta. Tôi và Nguyễn Văn Hoàng phải xoay 10 vòng để thực hiện cú đá vào chiếc gôn rất là nhỏ này. Nhỏ rất nhiều so với gôn bình thường mà Nguyễn Văn Hoàng tập luyện. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với 10 lần quay và 3 lần xuất phạt của Nguyễn Văn Hoàng. Ok, ai sẽ đến không em? 1 2 3 5 6 7 9 10 rồi, rồi, rồi. Gôn đang nghiêng chưa? Gôn đang xuất luôn, không được rồi. Tôi luôn, không sao, xuất vào người anh được. Mười vòng không đứng nổi. Luôn, không chơi ăn gian. Hôm nay gọi là rút ngắn giai đoạn hồi phục. Các bạn mỗi người như nhau quả nhanh. 30 vòng, chết chết mất. Rồi, xuất liên tục luôn, 3 vòng. Cộng cuối cùng thì có điểm. Không vào. Đã quay quả này trở về với trái đất chưa? Và bây giờ sẽ là phần thử thách tiền đình này cho tôi. Gắn được. Lớn quá vậy. Thế còn mới vào đất. Vừa rồi Hòa có xuất vào quả không nhỉ? Em không. Thế anh Bình Hòa đấy. Vậy là rất may mắn, vừa rồi là tôi đã dùng một chút thủ thuật, một cú đá mà đơn giản, rất đơn giản trong bóng đá để có thể ghi điểm để săn bằng tỷ số 1 đều sau 3 phần thử thách. Còn như vậy là sau cả 3 phần thử thách thì cả tôi và Nguyễn Văn Hoàng đều đã bất phân thắng bại, mỗi người thắng trong một phần thử thách và hòa nhau ở phần thử thách đầu tiên. Và như vậy là cả hai đã cùng phải kéo nhau đến với phần hình phạt cuối cùng của bóng rổ TV in Japan, đó chính là điệu nhảy trong bài Gangnam Style. Hoàng đã biết đến cái điệu nhảy này rồi, chắc chắn đã biết rồi đúng không? Vì quá nổi tiếng rồi, đã bao giờ nhảy thử chưa? Em có rồi. À, thế thì có kinh nghiệm rồi, tôi biết tôi chưa nhảy thử bao giờ. Mình cùng nhảy chứ anh? Anh cũng nhảy thì em yên tâm. Đấy rồi. Nhảy nhảy. Thích giáp cao bồi biến đây. Và như vậy là chúng ta vừa mới được chứng kiến những điệu nhảy của vũ công Nguyễn Văn Hoàng của đội bóng Sài Gòn FC. Đầu tiên thì anh phải gửi lời cảm ơn đến Hoa. Ngày hôm nay thực sự là thành phố Hồ Chí Minh các bạn thấy đang rất nắng. Và sau khoảng 15 phút vừa qua được trò chuyện với Nguyễn Văn Hoàng thì anh đã được biết nhiều hơn, thực sự biết nhiều hơn bóng đá và đặc biệt là sau những phần thử thách. Trước khi nói lời chia tay với bóng rổ TV in Japan thì Nguyễn Hoàng có thể gửi lời chào đến với những khán giả mà đã đồng hành của chúng ta trong ít phút vừa qua được không? Chúc cho các bạn có một buổi xem vui đến với những thử thách của bóng rổ TV in Japan am đan. Sự sáng tạo trong thể thao là một điều tốt nhưng có lẽ chưa đúng lắm trong tình huống này. Nếu có ai đó hỏi tôi về đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự và kèm người, tôi sẽ cho họ xem tình huống này. Không có lối thoát nào cho cầu thủ đối phương. Những pha xoay người và xử lý bóng luôn đem đến sự bất ngờ cho đối phương. Còn trong tình huống này, nó còn đem lại sự ngỡ ngàng cho tất cả mọi người và cả người thực hiện nữa. Tinh thần đồng đội luôn là điều quý giá trong mỗi trận đấu. Nhưng trong tình huống này, điều đó là hơi thừa với Lonzo Ball thì phải.